Giờ em nộp cho bạn nó đi. Có bị chưa điểm. Thôi con thu bài cho thầy luôn đi. Rồi ngay giữa này thu bài. Rồi rồi, nộp xong quay về lẹ, nhớ kiểm tra họ tên lớp đầy đủ. Hút xong chưa? Rồi chỉ số dân máy lớp trưởng. Ừ, không thu đi, con thu mấy cái này đi, nó đang lên nhiều nhiều rồi, hồi nó hết rồi. À, Di Quang thu đi. Rồi nữ kia xong chơi về chỗ không gái. Bụng nữa, đưa. Ủa nữ thì còn tay nữa đâu? Bơi lên, cầm cầm gì? Từ điểm giờ. Tôi nghe nào đọc hoài thôi, bỏ khẩu trang nha, nữ bằng số 1. À rồi, đúng. Đem lên nộp gì với tay gì? Không ngứa gì hết, giờ cấm luôn. Tập luyện cái đó gì mai mốt đi nghe quân sự đi. Nghĩa vụ quân sự, mọi người quay qua quay lại là đầu người ta kêu hột dầu hết đất, chăm cái kiến cắn không được gãy á, thấy không? Kiến cắn biết sao nó hết đau không? Cắn lưỡi, đúng rồi, cắn lưỡi nó đau trên đây, nó quên cái đau chỗ khác. Ngu cắn nhẹ nghe thôi, tự nhiên cắn mạnh nó chết. À, không hiểu rồi. Không. Hỏi lớp trưởng ơi, sĩ số này văn mấy? Dạ bắn 1 thì lên. Rồi, đưa một tờ bìa coi. Đưa tờ đó đi. Sĩ số nhiêu à? Nhớ nhắc bạn tiết sau vô gặp thầy làm kiểm tra luôn nha. Nhiêu, sĩ số nhiêu? Nữ kia xong chưa không? Con nộp cho bạn rồi nha. Nữ kia xong chưa? Xong rồi. Làm này thầy coi. Ngồi giữa đi, đếm này coi nhiêu tờ không? Thôi ngồi dưới đếm cũng được đi, nó lên nó nạp bài tùm lum. Ôi lắm, có Trâm Anh nè. Đúng rồi, Trâm Anh bữa đọc chuyện phải không? Không có đọc chuyện gì đâu. Minh Dư mà. Ừ, Minh Dư đâu? Đâu, Minh Dư nào đâu? Không phải đâu. Giống nữ này hả? Minh Dư hả? À, Minh Dư. Vô khung rồi. Rồi lỗi lấy ra. Viên ông đang kiểm tra đi vệ sinh rồi đi đây. Ê nó nghe. Ra ngoài luôn khỏi cái vô nữa đó. Hết giờ đó. Đồng ý không? 5 phút nữa. Giờ còn 5 phút nữa, bạn nào mà nộp bài xong muốn ra ngoài thì đi ra luôn, ra sân chơi, cắm lên hành lang, nghe kịp không? Ừ, có 3 phút rồi. Đính lẹ con không đếm gì lâu nha. Hút, lên nghi chương trình đây. Chương trình ghi đang hồi cho mấy bạn ghi vô tập, ghi dặn dò để mà bị trừ điểm á. Họ điện hỏi khỏi ghi thiện lành ghi đi. Từng 10 là địa lý. Tiết 1 kiểm tra. Tiết 2 bài 6 khí hậu. Từng 10 thầy. Địa lý.